Xin tới giúp con, muôn lại Chúa xin mau phù trợ. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, từ muôn đời và chúng hiện nay, muôn mãi mãi thiên thu vạn đại. Amen. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Mẹn tôi nước vui tiếng cười, người tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thầm vinh phúc. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt và khắc khỏi mặt đất sự tủi hổ của dân người. Vì người đã phán như vậy, và ngày đó người ta sẽ nói: này đây Chúa chúng ta, chúng ta đã chờ đợi người và người sẽ cứu chúng ta. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Gợi ý suy niệm: bộ đồ tang và những chiếc khăn tang là tượng trưng cho nỗi buồn mất mát một người thân. Nhưng đối với người tín hữu Chúa Kitô, người tin nơi Thiên Chúa, thì màu tang còn biểu lộ niềm hy vọng. Vì Chúa đã hứa,
ngày cánh chung, ta để tang là chia sẻ nỗi niềm trong cuộc chia ly, nhất là để nhớ đến tình thương của người quá cố, để báo hiếu, để nhắc nhở ta một ngày kia sẽ đến khiên ta, cũng phải nhắm mắt xuôi tay lìa đời, cũng phải vùi dưới lớp vải niềm, chết đi cho thói ích kỷ và những đam mê xác thịt, để được sống lại vinh hiển với Chúa phục sinh. Màu trắng căng tan cũng còn nhắc nhở chúng ta nhớ đến chiếc áo tinh tuyền mà ta đã được mặc trong ngày chịu phép rửa tội, và ta có bổn phận phải giữ mãi màu trắng ấy cho đến ngày ra trình diện trước Chúa Kitô. Là chết vì yêu thương, và trong tình yêu ấy, người cứu độ mọi người chúng ta. Lúc này, người thân của chúng ta đang nằm bất động nơi đây, một đời đã sống trong hy sinh, từ bỏ và đã chết cho thế gian, chết cho cái tôi ích kỷ, thì đã nên giống Đức Kitô. Chúng ta xin Chúa làm phép cho những tang phục này. Lạy Cha là Đấng tạo hóa, Cha đã tạo dựng muôn vật tốt đẹp và thánh hóa chúng. Xin Cha ban phúc lành cho những tang phục này, những người thân trong tang quyến khi mặc vào thì được an ủi, được sự bình an của Cha trong tâm hồn, biết biến đổi đau thương vững bất thành lời kinh nguyện chân thành, tha thứ dâng lên trước tôn nhang uy linh của Cha, để Cha thương xót tôn độ muôn hồng an xuống cho trong tang quyến và cộng đoàn chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhầm lại chúng con. Xin Chúa cho những người trong thân bằng quyến thuộc mặc tham phục này biết hiệp thông với người quá cố, để đền ơn đáp nghĩa người đã ra đi, và để yêu thương gắn bó đồng bọc nhau trong những người còn ở lại, như Chúa đã tha thứ cho chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhầm lại chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha, tang phục màu trắng này đối với truyền thống dân tộc Việt Nam chúng con còn là màu tang chế đau thương ly biệt, nói lên sự đau đớn tục cùng của kẻ ở người đi, nhưng đối người tin vào Đức Kitô tự nạn và phục sinh thì màu trắng cũng là màu tinh tuyền trong trắng thanh sạch vĩnh cửu, được gợi nhớ chúng con trong chiếc áo mới mà chúng con đã lãnh nhận trong ngày chịu phép rửa tội, đỡ trở thành người mới, trở nên chi thể trong diện thể Chúa Kitô, luôn cậy tin Cha và phó thác cả cuộc đời chúng con cho Cha. Xin Cha, xin cho tang quyến khi mặc vào tang phục trắng này luôn biết quy hướng về Cha, biết nhận Cha là lẽ sống, là gia nghiệp, biết sống trong sạch tinh tuyền và luôn sẵn sàng cánh thức giờ giờ Chúa đến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lòng con biết nói gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dân tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời, chúng con cùng cài đầu thánh đức mẹ Chúa Trời, xin chớ che chở bỏ lời chúng con nguyện trong cơn giận ngoan thiếu phương, đức nữ đồng trinh hiển vinh sáng lên, hàng giữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Chúng con người dẫu thánh giá trong chừa chúng con cho khỏi kẻ thù, như nên Cha và Con và Thánh Thần. Xót thương người sinh thành ra con,
xót thương người đã dưỡng dục con. Nay người nằm xuống vành khăn tang con mang trong tim, vành khăn tang như ghi sâu bao kỷ niệm thơ ấu. Con biết nói gì, con biết nói gì trong phút giây ta từ xót thương người xin xót thương xót thương người, lạy Chúa xin xót thương người, lạy Chúa xin xót thương người sinh thành ra con, xót thương người đã dưỡng dục con. Thân phận bụi đất dù cho bao xuân trên dương gian, rồi hôm nay đơn côi ra đi trở về bụi đất. Trong đêm trường nhắc cho người kiếp sống mong xin Chúa an ủi cha cũng như là gia đình. À, chúng con hiện diện nơi đây cũng để dâng những lời cầu nguyện cho ông cố Bonifacio. Xin Chúa thương cho ông cố lực lượng nhân thánh Chúa. Và giờ đây xin mọi người hiệp với cộng đoàn giáo xứ chúng con dâng lên Chúa những lời tình nguyện tha thiết để Chúa tự lòng xót thương ông cố. Như Thiên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thân biết lòng con, ta xuống cho con lòng ơn chan chứa, trao dồi cho đáng ngôi thánh đường lương tâm xa khôn tràn lan ơn thiên. Lạy Chúa,
cầu tin thật cầu một nước Chúa Trời là đứng thứ hai vô cùng. Lạy vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con lấy anh. Lấy chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ nằm nhắm lại rồi là thấy tương lai. Chọn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đôi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tìm còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn Bonifacio cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Lạy Chúa xin cho linh hồn Bonifacio được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Bonifacio. Lạy mẹ xin yên vui chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin tha những nỗi u buồn. Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương. Và chẳng mang gai công vươn trên con đường. Mẫu và sứ gia pháp gốc thánh mẫu quý vị và tất cả ban hiền giáo các hội đoàn và tất cả mọi người thuộc giáo sứ thánh mẫu gia đình chúng con xin chân thành ghi ơn quý cha quý vị và tất cả mọi người đã đến cầu nguyện cho cha của chúng con. Hy vọng rằng với lời cầu nguyện này chúng sớm đưa cha con mang về thiên đàng và xin quý vị tất cả tiếp tục cầu nguyện cho cha con. Xin cảm ơn. Chúa Cha và con và Thánh Thần. Amen. Khi Chúa thương rồi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Tiếng tôi thức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi hân vinh phúc. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Niềm tôi đứng vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thầm tiếng phúc. Cầu Chúa Bonifacio mới qua đời, xin Chúa ban thưởng cho Bonifacio sau khi kết thúc cuộc đời trần thế được về quê trời vui hưởng cuộc sống đời đời. Vì chúng ta tin chắc rằng sự chết chưa phải là kết thúc tất cả, nhưng là cửa ngõ tiến vào sự sống đời đời. Đối với những người tin vào Chúa Kitô, sự sống con người chỉ biến đổi chứ không bị tiêu tan. Bonifacio đã được chịu phép rửa, đã khởi sự sống đời đời
Ngay khi còn sống ở trần gian, chúng ta cầu nguyện cho Bonifacio được hưởng vinh quang phục sinh với Đức Kitô. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con rằng ở bên Chúa thì người chết sẽ vui sống muôn đời, và người được Chúa thánh hóa sẽ thu phần hạnh phúc ngàn thu. Từ nay Bonifacio, con của Chúa, đã nhắm mắt tiều đời, không còn nhìn thấy ánh sáng trần gian nữa. Xin cho linh hồn Bonifacio được ơn mà chúng con hằng mong mỏi, là hân hoan nhìn thấy Chúa đứng đã tương dựng nên chúng con để được sống bên Chúa mãi mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu bảo dân chúng rằng: tất cả những người Chúa Cha ban cho ta đều sẽ đến với ta, và ai đến với ta sẽ không loại ra ngoài. Vì ta từ trời mà xuống không phải để làm theo ý ta, nhưng để làm theo ý đứng đã sai ta. Mà ý của đứng đã sai ta là tất cả những kẻ người đã ban cho ta sẽ cho. Ta sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau ấy. Thật vậy, ý của cha ta là tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì được sống muôn đời. Anh chị em thân mến, ước khi lời nguyện của chúng ta trong giờ phút này giúp chúng ta cùng chia sẻ một niềm hy vọng. Lạy Chúa, ông Bonifacio là người thân thân đã lìa bỏ chúng con. Xin cho linh hồn Bonifacio được mau về với Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho những việc tốt mà ông Bonifacio đã làm đi còn không, là sẽ đem lại được nhiều kết quả và còn được những người khác tiêu cực. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm mà linh hồn Bonifacio đã là cho phạm vì yêu đương. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho hình ảnh tốt đẹp của linh hồn Bonifacio luôn in sâu trong tâm hồn chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin khấn hóa Bonifacio của chúng con đây. Trong cuộc sống trần gian đã tin cậy vào Chúa, đã phó thác cuộc đời cho Chúa và đã tin vào lời Chúa cứu độ. Xin cho người tín hữu chúng con đây được sống như lại với con Chúa ngàn sống dài khi muôn đời. Amen. Lạy Chúa toàn năng hằng hữu, khi tác thành vũ trụ hữu hình, Chúa đã chúc phúc cho tất cả khi ngôi lời nhập thể. Chúa còn thánh hóa cách lạ lùng hơn. Cuối xin Chúa chúc lành cho chiếc quan tài mà thể xác Bonifacio sẽ được giao phó như chiếc nhà tạm trong lúc chờ đợi ngày quan lâm nguyên hoàng của Đức Kitô đang ngự bên hữu Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Mời người hãy nhớ mình là bồi cho một mai người sẽ trở về bồi cho. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Bonifacio được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Bonifacio. Xin cảm ơn tất cả quý cha, quý vị và tất cả mọi người đã dự lễ, dự cái phần nghi thức tấm niệm của cha, của gia đình chúng con. Xin cảm ơn. Lạy Cha, con xin phó.
thời cộng đoàn giáo xứ La Nhà chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ông cố Bonifacio. Bonifacio kính mến, hiện diện với linh cửu ông lúc này đây có quý cha giáo xứ La Nhà, quý vị quý chức ban hành giáo, các giới, các hội đoàn và cộng đoàn, xin Chúa thưởng công xứng đáng cho ông cố về mọi việc tốt lành mà khi còn sống ở trần gian ông cố đã làm, và xin Chúa thưởng công cho ông cố và mau chóng đưa ông cố về nơi thiên đàng. Lúc này đây xin nghiêng mình kính bái. Người đời có câu sinh lão bệnh tử để nói lên cuộc sống của một kiếp người, cũng có lúc sinh ra rồi cũng có ngày mất đi. Hôm nay Chúa gọi ông về. Trước mặt Chúa, ông đã làm xong bổn phận của một người con đối với Cha trên trời, của một người con đối với các đấng sinh thành, một người chồng đối với người vợ hiền, cùng bổn phận làm cha, làm ông, làm cố của những người con cháu. 95 năm sống nơi dường thế với những công phúc mà ông đã làm được, thì đây trước mặt Chúa chắc chắn Chúa sẽ thưởng công cho ông. Đặc biệt hơn nữa, ông và bà cố đã hy sinh dâng người con đầu tiên là linh mục của Chúa để phục vụ cho giáo hội, cho tin mừng, cho Đức Chúa một ngày một lớn mạnh hơn. Chúng con nghĩ đây là món quà quý giá nhất và hành trang lớn nhất mà khi về trời ông xứng đáng thưa lên với Chúa rằng: lạy Chúa, còn đây xin kính chúc ông sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Kính thưa Cha Chánh Xứ thân mến của chúng con, kính thưa tăng quyến, được tin ông cố Bonifacio được Chúa gọi về, trong niềm tin tưởng vào sự phục sinh của Chúa và lời hứa sau cái chết Chúa sẽ ban cửa thiên đàng cho những người tin Chúa, giờ đây chắc chắn ông cố sẽ được Chúa thương đưa về hưởng nhan thánh Chúa. Nhưng đối với tình cảm của loài người thì đây là sự ra đi của ông cố hôm nay là một sự mất mát chia ly thật lớn lao, gây nên sự trống vắng mất mát không có gì thể bù đắp lại được. Đồng cảm trong những nỗi buồn này, Cha Phó, quý vị, quý chức ban hành giáo của toàn thể cộng đoàn giáo xứ La Nga xin được thành kính vân ưu cùng cha và tăng quyến. Nguyện xin Thiên Chúa dầu lòng thương xót sớm tha thứ, sớm ban xuống cho cha cùng gia đình nguồn bình an, sức khỏe để tiếp tục vâng theo thánh ý Chúa. Giờ đây xin cha cùng tăng quyến hợp ý với chúng con dâng dược kinh cầu nguyện cho ông cố Bonifacio sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Xin danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đáng ngồi thánh đường. Trong gian xuân tôi đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời tôi. Từ bước sau tôi lại ban Chúa và Chúa đã nghe tiếng tôi. Chúa Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi, Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy,
Để Thầy ở đâu các con cũng ở đó, Thầy đi đâu các con biết đường rồi. Ông Thomas thưa người rằng: Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Cho nhân loại sự sống vĩnh cửu, chúng ta hãy cùng tin tưởng những lời nguyện xin. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho ông cố Bonalifagio xưa kia, nhờ bí tích thanh tẩy đã tiếp nhận mầm sống vĩnh cửu, được hợp đoàn cùng các thần thánh trên trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa là Cha đầy lòng thương xót, Chúa hằng nghe lời dân Chúa nài van. Xin thương nhìn đến tôi tớ Chúa là ông cố Bonifacio, đã hết lòng trông cậy Chúa khi còn sống ở đời này, được tha mọi lỗi lầm và được họp đoàn cùng các thánh trong nhà Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn ông cố Bonifacio được nghỉ muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Bonifacio. Đức mẹ ơi, hãy đoái thương lòng từ bi, hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Lạy các thánh từ đạo Việt Nam, xin cầu cho chúng con. Vì danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tôi xin thay mặt gia đình cảm ơn Cha, quý vị cũng như tất cả mọi người, giáo xứ Lai Nga đã đến để cầu nguyện cho Cha của chúng con. Xin chân thành cảm ơn. Năm trôi qua, hồn con lạc bước đi xa, quên bao ơn Cha, trong khả bể đắng bao la. Nay con ăn năn, hồi tâm thông hối bao lỗi lầm, đền bù bất xứng bao năm. Quyết tâm trở về Cha lành, hãy trở về với Cha nhân lành, hãy trở về đời sớm hồi sinh, hãy trở về sống trong an bình, trở về để mai sống ân tình. Xin Cha tha cho hồn con lỡ bước quên nhớ, tin Cha bao dung hồn tội lụy trắng bơ vơ. Tin ơn dung tha lòng con quên hết bao lo sợ, tìm về nương bóng bên Cha, trái tim nhân hậu vô bờ. Được tin Chúa gọi ông cố về với Chúa, hôm nay cộng đoàn giáo xứ chúng con đến đây để chia sẻ niềm nỗi buồn với Cha Phêrô. Từ nơi ông bà cố đã sinh ra những người con ưu tú để giúp cho giáo hội và đặc biệt là giúp cho giáo xứ chúng con. Vậy hôm nay chúng con đại diện cho giáo xứ chia buồn với Cha Phêrô và tăng gia và tăng quyến, và xin mời cộng đoàn cùng hợp với chúng con trong những giờ phút kinh thiêng liêng này để dâng lên Thiên Chúa lời kinh tiếng hát. Bởi trong thời gian 95 năm sống trên trần gian này, đã đôi lần ông cố xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân, và xin Thiên Chúa mở lòng từ bi của Ngài đón linh hồn ông cố về với Chúa. Và
và xin mọi người hợp ý với chúng con để cầu nguyện cho ông cố. Sự sống không ngắn nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày còn một kiếp này. Sự sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không ngắn nhưng chỉ đổi thay. Đại diện Tổng đoàn Giáo xứ Ngọc Thanh được tin ông cố Bonifacio vừa được Chúa gọi về, chúng con vô cùng xúc động khi nghĩ đến chỗ trống người ra đi để lại trong gia đình này. Chúng con thương tiếc người quá cố và thông cảm với nỗi buồn của gia đình. Chúng con thành kính phân yêu, đồng thời xin dâng lời cầu nguyện cho ông cố linh hồn ông cố Bonifacio. Xin Chúa quan phòng an bài mọi sự, xin lòng thương xót của Chúa ban cho ông cố Bonifacio sớm được về hưởng nhan thánh Chúa. Bonifacio ước gì ngày sau hết con cái Chúa là ông cố được phục sinh trong hào quang chói sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin dâng lên Ngài người thân yêu đã ra đi rồi. Xin dâng lên Ngài người thân yêu nay về cùng Chúa. Cuối xin Ngài xót thương chiếu tràn hòa ánh quang để người đã đi về tới bên bờ yêu thương. Xin nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Gia đình chúng tôi xin cảm ơn Công đoàn Giáo xứ Ngọc Thanh đã đến cầu nguyện cho Cha của chúng tôi. Lần nữa xin chân thành cảm ơn. Trọng kính Cha toàn hợp, kính thưa tăng quyến, mong thân phận con người yếu đuối bất toàn, chúng ta luôn hướng về Thiên Chúa là nguồn sự thương hại và ước mong được chia sẻ hạnh phúc với người trên cơ trời vinh phúc, là tín hữu luôn sống đẹp lòng Chúa qua việc chu toàn của một người làm cha chăm lo cho con cái nên người làm Kitô hữu, bổn phận của một người ông sống yêu vui sáng cho chúa khác chu toàn bổn phận của người làm con cái Chúa. Xin năng tham dự thánh lễ thực thi bác ái trong suốt nhiều năm qua. Hẳn ông cố đang xứng đáng được kể là người công chính, được kể là số Chúa người tuyển chọn chung phần hạnh phúc với Chúa. Giờ đây xin mọi người cùng hiệp ý với giới hiền mẫu của giáo hoàng Thích Trưng, xin năng Chúa những lời cầu nguyện những tiếng kêu. Xin Chúa thương đón nhận linh hồn ông cố vào thiên đàng. Tới đây xin mọi người cùng hiệp ý để cầu nguyện cho linh hồn ông cố. Nguyên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nấm vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tôn hô tôi thần vinh phúc. Riêng trong đau thương xe gắn giữa vui mừng, đi khóc lao cô sầu sẽ về giữa muôn lời ca. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Tiếng cười lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tôn hô tôi thần vinh phúc. Nhưng vì mái đầu bạc là sự khôn ngoan,
và tuổi thọ là cuộc đời thanh sạch. Người công chính đẹp lòng Chúa, được Chúa yêu dấu, và bởi đang sống giữa kẻ tội lỗi cũng được Chúa đem đi nơi khác và không quan tâm đến sự kiện đó. Lòng từ bi đối với các ngài và đoái nhìn các kẻ người tuyển chọn. Đó là lời Chúa. Ca ơn Chúa. Lời Chúa là cha yêu thương. Khi từ gói chết sống lại, Đức Kitô con Chúa đã mở cửa nước trời cho chúng con. Nhờ lòng xót thương và nhân lòng của Chúa, xin cho linh hồn ông cố Bonifacio nhờ lòng xót thương và nhân lòng của Chúa, để tất cả những ai tin cậy Chúa được vào hưởng hạnh phúc muôn đời với Đức Kitô trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xuôi tay xuống có gì ơi, có những gì để trình diện Chúa. Chúa biết yêu mong manh mà thôi, hãy mang theo cùng và hãy an lòng. Tăng gia và tăng quyến, xin chân thành cảm ơn chị em hiền mẫu của giáo hạ, chúng đã dành thời gian để được cùng chia sẻ mối mất mát của cha quản hạ cũng như tăng gia và tăng quyến, đồng thời cùng dâng lời cầu nguyện cho ông cố Bonifacio sẽ mau về hưởng thánh nhan Thiên Chúa. Và trong lúc tăng gia bối rối không hẳn có những điều thiếu sót, cũng mong mọi người cũng nhiệt tình thứ lượng thứ, đồng thời xin tiếp tục trên lời cầu nguyện cho ông cố Bonifacio. Chúng tôi một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn. Chân thành với cầu nguyện Thiên Chúa toàn năng, trên
thấy được đấy rằng ông bố cũng đã cảm nhận thật vắng đâu là tình yêu, đâu là sự bằng phòng và thật là cả những thử thách để ông bố đã cùng với Chúa Giêsu đến ông bố cầu thờ. Hôm nay trong những ngày tháng của một năm sinh, ông bố là cảm nhận sâu xa cái ân phúc được sống lại với Thiên Chúa toàn năng. Chính sự trở về và sự chết đã là bước khởi đầu giúp ông bố tìm được niềm vui, sự bình an tiếp tục bên Thiên Chúa toàn năng. Chúng con, những người con trong cộng đồng giáo xứ Xuân Sơn cùng đến đây để chia sẻ niềm vui với ông bố. Kính chúc ông bố được chọn niềm vui bên Thiên Chúa đến mà ông bố thành cô thần. Kính thưa cha và thầy đáng kính cùng gia đình, trước sự ra đi của người thân thương đó là người cha người ông thầy đã để lại trong tâm trí, trong tâm lòng của mỗi người nồng tiếc thương bởi một đời tận tụy cho con và vì con. Người đời vẫn nói một chuyện đời của cuộc nhân duyên, chứ đừng nói đến chuyện đã gắn kết với nhau trong cả một đời sống, nhất là trong tư cách là một người cha thì thiện trường là càng trở nên thiết thân hơn khi mà người cha ấy đã không còn hiện diện bằng xương bằng thịt để bảo vệ, để che chở và dìu dắt. Chúng ta đến đây xin chia sẻ một mất mát to lớn cùng cha Phạm Hạc và gia đình thân thiết. Xin Chúa là Chúa toàn năng thương đến công phố và ơn muôn đất lòng của tâm thực hạnh phúc thiên đàng. Trong niềm vui bên Chúa, cả ông bố cũng không quên những người con còn thờ lại kết duyên với cha Phạm Hạc trong sứ vụ một tử mà Chúa trao phó. Giờ phút ngày nay, chúng con ước mong cùng với những lời kinh thân thơ bên Thiên Chúa toàn năng để với lòng nhân từ đến tự bản thân xót Chúa ông bố sống hưởng hạnh phúc thiên nhiên. Con danh Cha và Con và Thánh Thần, chúc cho con hồng ân chan chứa trao gửi cho đã ngôi thánh đường chùa thầy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con được bằng Chúa thôi. Con xin trở về Chúa, niềm tin và ước mơ này được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên lời yêu bên. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho con thì con muốn rằng con ở đâu chúng cũng ở đấy với con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu mến con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha nhưng con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu con ở trong chúng và con cũng ở trong chúng nữa. Đó là lời Chúa. Lời cầu nguyện để hy sinh sự ân cần chăm sóc cho đời sống gia đình cách ly cho người con là cha và mẹ như là một dấu chứng cho thấy tình thương của ông cố luôn dành cho gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo hội kết duyên theo mẫu gương của Chúa Giêsu chỉ thánh. Tập tình ấy cũng thôi thúc mỗi chúng ta kết duyên với những người thân đang còn ở lại, hãy biết noi gương bắt chước đời sống đạo đức thánh thiện của Ngài, để nhờ đó khi cao bóng Ngài tiếp tục
được sống và sống mãi nơi đời sống của con cái cháu cháu. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Kitô cho chúng ta đã cảm rằng tất cả những gì các con cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì người sẽ ban cho các con, cho nên để trong và Chúa chúng ta cùng vinh lên Chúa ông cố và tăng quý chúng ta. Chúa đã tha thứ và ban hạnh phúc thiên đàng cho người tội biết ăn năn hối cải. Khi Chúa tha thứ những lỗi lầm của cô Bonifacio khi còn sống và đôi thư đưa ông cô Bonifacio vào nước trời. Xin Chúa nhận đời chúng con. Xin Chúa thương nâng đỡ an ủi người thân của ông Bonifacio đang ô phiền vì người thân qua đời. Xin Chúa nhận đời chúng con. Chúa Giêsu, Chúa đã sống lại để đảm bảo sự sống đời đời cho chúng con. Xin thân nhận lời chúng con cầu nguyện và ban cho ông cố Bonifacio sớm được hưởng niềm vui nhất trời. Chúng là Thiên Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Trong thật tình của những người thân, luôn thể chất và thương xót Chúa, chúng ta cùng hướng đến mẹ Maria. Hẳn với đời sống trên hành trình như thế, ông cố đã luôn gắn kết với mẹ để trong những thử thách và khó khăn mẹ luôn đồng hành và hiểu giữ. Trong những lúc vui buồn xuống hồn, mẹ luôn ở bên để dìu dắt và chở che. Lúc này đây, hẳn ông cũng đang chờ đợi điều ấy để thực hiện nơi chúng ta như người còn ở lại. Để một lần nữa, ông cố cùng với chúng ta thân thương với mẹ dấu ái để qua mẹ ông cố được trình diện và đón nhận niềm vui để hạnh phúc thiên đàng mà con dấu ái đã dùng giá đó để chuyển lại. Lạy Cha chúng tôi mẹ ơi, mẹ đón nghe lời bao người, chúng tôi tâm vương bao u sầu vẫn vương tâm trông lên kinh cầu. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn ông cô Bonifacio được nghỉ yên muôn đời. Con xin thay lời cho cha Phêrô cùng tam quyến trên thành tri ân cha thánh xứ quý chức và cộng đoàn giáo xứ Xuân Sơn. Xin thương tiếp tục cầu nguyện cho cố Bonifacio của chúng con. Ban tôn giáo của tỉnh cũng đã dành một chút thời gian lưu lái đến để chia sẻ với được các bác của linh mục Quảng Hà cũng như tăng gia và tăng quý. Một lần nữa cũng lời xin chân thành cảm ơn cầu chúc quý vị các bác tôn giáo của tỉnh ngày một thăng tiến của sức khỏe dồi dào.
gia đình phục vụ. Thầy Thịnh Ân Cố Bồn Y Phà Siêu được Chúa gọi về với Chúa. Chúng con có ban hành giáo giáo sĩ giấc mơ cùng với quý vị bề trên cộng đoàn tốt chung về để viên sát ông cố cùng với lời chia sẻ hiệp thông phân ưu cùng với cha bạn hạ và gia đình. Sự ra đi của ông cố Bồn Y Phà Siêu là sự mất mát rất lớn đối với cha bà Hà cùng với gia đình. Chúng con nguyện xin Chúa chúc lành cho cha bà Hà cùng với gia đình. Và giờ đây chúng con xin phép dâng những lời kinh nguyện để dâng lên Chúa. Xin Chúa sẽ đưa ông cố Bonifacio về với Chúa. Giáo hạt được tên ông cố Bồn Y Phà Siêu và thần phụ của cha Phạm Hạt cũng như của thần quyết. Anh em chúng con đến đây để trước hết để kính viếng và cầu nguyện cho ông cố cũng như xin để chịu được với cha Phạm Hạt cũng như thần quyết để cho đại diện cho cả đôi lời vượt lên Chúa và tập được cha cố và chia sẻ nhiều nỗi mất mát với gia đình của cha. Trước hết là chân thành kính ơn với cha cả hạ. Nhưng đứng về một con người thì đây là một sự mất mát rất là đáng tiếc, rất là buồn. Một người cha yêu thương đã lo lắng cho mình bao nhiêu năm nay và bây giờ phải vĩnh viễn ra đi thì là cả một câu đau đớn không thể tưởng tượng được. Nhưng đúng là mặt đức tin thì lại là một chuyện khác, bởi vì có thể nói rằng là cha Phạm Hạ thánh diện thì có được một người cha, một người bố đã tận tự hy sinh tất cả để dâng con mình cho Chúa, và đã sống 95 năm ở trần gian, bao nhiêu gian nan, bao nhiêu thử thách mà vẫn trung kiên trong đức tin của mình đến vui lành vui sáng cho đồng con cháu. Nên đây phải nói là một niềm yên ủi rất lớn đối với cha Phạm Hạ, và cũng là cái gương sáng cho mỗi người chúng ta học tập nơi cha cố. Từ giờ đây tôi xin thay mặt tất cả quý cha ở đây cũng như quý thầy ở trong những người giáo hoàng để một lần nữa chân thành thân yêu với cha Phạm Hạ và yêu cầu nguyện cho linh hồn của ông cố Bồn Y Phà Siêu được sớm về với Chúa. Nên đó là tất cả những người con chân thành chia sẻ với cha Phạm Hạ. Nhân thân cha và con và thánh thần. Amen. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha chỉ đến, ý cha đầy hình nơi đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cánh cửa nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Khi Chúa thương gọi con về, ông cố đoan hoan như trong một giấc mơ. Nghe tôi nước vui tim người, lưỡi tôi vàng người cả an. Hàn sơn công hồ, tôi thầm vĩ khôn. Kia thân si oan qua khói kiếp lưu đầy, tôi vẫn cứ như còn sông ngoài danh mờ triền miên. Thì Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Nghe tôi đứng vui tiếng cười, lưỡi tôi vàng lời ca hát.
kính Thiên Chúa toàn năng, là Cha và Con và Thánh Thần, con cung bản cho ông cô vô niên Phasio. Amen. Ở đây thì con xin thêm cho tất cả quý cha để gửi cho phòng họ là chia sẻ. Con xin thay mặt cho gia đình của chúng con xin tri ân quý cha đã đến đây để cầu nguyện cho cha của con được sống về hữu công nhân Chúa, và chẳng những là quý cha còn cha sứ kim thượng cũng như quý thầy trong hạt đã đến đây. Nhớ con xin chân thành cảm ơn quý cha quý thầy. Cha ơi, lòng con ghi nhớ và
mà con xin hứa sống sao thành người để lòng cha vui. Cuộc sống bao lúc thăng trầm, đôi vai cha thêm hao gầy, ngày dài vùi thân mưa nắng, con nào có hay bao điều đắng cay. Nguyện Chúa ban phúc cho người, nay cha ra đi về trời, đường chân giờ đây đã dứt, Chúa xót thương mà ban phúc trời cao. Cha ơi cha ơi, dù cha đã khuất thì con vẫn thấy cha còn ở đây với con từng ngày. Tang gia và tang quý của ông bà tu. Trước khi chú gọi ông cố Bonifacio về với Chúa, đưa linh thức chinh chúng con về đây để dâng giờ kinh cầu nguyện cho ông cố. Và trước khi giờ kinh, chúng con xin cũng được xin chia buồn với tang gia tang quý của ông cố và chia buồn với cha. Lạy Chúa, chúng con xin ký thác linh hồn ông cố Bonifacio vào tay Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse cùng Thánh Quan Thầy và tất cả các thánh chuyển cầu. Xin Chúa sớm đưa linh hồn ông cố về thế gian Chúa. Giờ đây chúng ta xin mời tất cả mọi người đại diện nơi đây cùng hiệp ý với chúng con dâng giờ kinh cầu nguyện cho ông cố Bonifacio. Xin Chúa cho những công việc tốt lành mà ông cố Bonifacio đã làm đem lại nhiều kết quả và còn được nhiều người khác tiếp tục. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Xin cho hình ảnh của ông cố Bonifacio được in sâu trong tâm hồn chúng con luôn mãi. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Xin Chúa an ủi chúc lành và nâng đỡ cho mọi người thân yêu của gia đình tang quyến ông cố Bonifacio trước cảnh đau thương tang thóc này. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Xin cha và con và thân thầy xin thay lời cho cha cảm hạ cũng như tăng cha và tăng quý, xin chân thành cảm ơn quý ông bà thương đoàn cũng đã dành thời gian ưu ái đến để chia sẻ nỗi mất mát của cha cảm hạ cũng như tăng cha và tăng quý, đồng thời cùng cho lời cầu nguyện cho ông cố Bonifacio được sống hưởng ơn thánh Chúa, nguyện xin Thiên Chúa được phúc lành và ban nhiều hậu ân xuống trên quý ông bà trong huynh đoàn. Một lần nữa thay lời cho tăng gia và tăng quý xin chân thành cảm ơn và cảm ơn. Lạy cha, con xin phó thác linh hồn trong tay cha. Lạy cha, con xin phó thác linh hồn trong tay ngài. Vì Chúa đã cứu chuộc con, lạy Chúa là đấng tin trung. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Bên người con ẩn nấu, an tâm chẳng lo âu, tin rằng trong tay Chúa. Kính thưa cha vạn hạt, kính thưa tăng quyến, kính thưa ông cố Bonifacio, khi nghe tin ông cố được Chúa gọi về, chúng con là giáo dân giáo xứ Túc Trưng đến chia buồn cùng cha vạn hạt và tăng quyến. Kính thưa ông cố, sống trên dương thế 95 năm không phải là ngắn, gần một thế kỷ, vui buồn xối khổ đều có,
Nay ông cố ra đi về với Chúa là sự mất mát lớn lao cho đại gia đình. Thiết tưởng không có gì có thể bù đắp được. Và chính trong tâm tình đó, chúng con đến để chia buồn cùng tang quyến. Quyền xin Thiên Chúa là Cha rất nhân từ sống đưa linh hồn ông cố Bonifacio về hưởng nhan Thánh Chúa. Kính thưa Cha quản hạt, xin đi từ biệt là vòng xoay của trời đất. Nay ông cố được Chúa gọi về gần bên Chúa là sự mất mát lớn lao cho đại gia đình, cha và tăng quyến. Công ơn sinh thành dưỡng dục mà ông cố nuôi dưỡng đầy dỗ để đến hôm nay có một người cha của giáo hạt chúng con, một người cha cần mẫn, nhân từ, hết mực yêu thương con dân. Cha đã gắn bó cả cuộc đời mình cho Thiên Chúa, cho giáo hội. Nguyện xin Thiên Chúa và mẹ Maria ban cho cha sức khỏe để cha tiếp tục công việc mà Chúa đã giao phó. Và xin tăng quyến lập với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa là Cha rất nhân từ lời kinh tha thiết ngõ hầu sớm đưa linh hồn ông cố Bonifacio mau về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin nhân Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin Chúa ngôi ba nói nghe lời con thiết tha, người thương mến ông tu con ngày đêm, thương thân xác hồn tràn lan hơn nhiều. Con nay trở về cùng Chúa ơi, con nay trở về lòng sao thương hối khôn nguôi, muốn cắm cho một niềm tin đã trót bao phen ngã nghiêng, bước chân hoang đàng đầy bén yêu thương tình đậm tình. Đây là Thiên Chúa thân nhân hầu ba hay tha thứ, Ngài dựng nên con không khi nào mặc con thói hư, vì là vui đơn con thái thương công vì yêu đuối, dẫn con trên đường lành vì chung mất nghĩa muôn đời. Anh em thân mến, quả thật chúng ta biết rằng nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất là chiếc lều này bị phá hủy đi, thì chúng ta có một nơi do Thiên Chúa dựng nên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người làm ra. Vậy chúng tôi luôn mạnh dạn và chúng tôi biết rằng ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải được thấy Chúa. Vậy chúng tôi luôn mạnh dạn và điều chúng tôi thích hơn đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. Nhưng dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng người, vì tất cả chúng ta đều phải được ra ánh sáng trước tòa Đức Kitô để mỗi người lãnh nhận những gì trong tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm còn khi ở trong thân xác. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Từ biệt là biển xa xôi, Chúa nay đưa tôi trở về. Người dân dân bước tôi đi qua muôn trùng thời sông vô, tổ tôi chưa dính dầu thơ, chén cơm vơi đầy Chúa vẫn chưa no. Cha sao tin Chúa mãi mãi đeo tôi, hồng ân Chúa mãi mãi đeo tôi, bàn tay Chúa nâng dẫn tôi. Cha người dịu dàng những bước trong ngày, vượt đôi cao hay những lúc sâu, lòng có say lạy Chúa,
Xin Ngài đón tiếp ông Cô Bonifacio vào hàng ngũ các thánh, mà cho ông Cô Bonifacio cũng được hạnh phúc muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là cha từ ai? Ông Cô Bonifacio nằm trong kiếp lữ hành. Nếu ông Cô Bonifacio đã có lúc không chu toàn bốn phận mình, thì xin Chúa cũng rộng tình thương mà tha thứ ban cho ông Cô Bonifacio được ân phục sinh trong vòng tay yêu thương của Chúa. Chúng con cũng cầu xin Chúa nâng đỡ và an ủi và ban ơn đức tin cho gia cảnh này, là những người đang nhói buông đau thương vì sự ra đi của người thân yêu, để họ có thể vượt qua được cơn tự tâm đau thương này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Dành thời gian thật mặn mà đến để chia sẻ nỗi mất mát của cha sự quản hạt cũng như tăng gia và tăng quyến, đồng thời cũng dâng lời cầu nguyện cho ông Cố Bonifacio
sớm mau hưởng thánh nhan Thiên Chúa. Và cùng với cha quản hạt cũng xin chân thành cảm ơn, đồng thời nguyện xin Thiên Chúa nguyện chức lành và trả công bồi hầu trên quý chức cùng toàn thể công đoàn của giáo xứ Đức Trưng. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn và cảm ơn. Trọng kính cha quản hạt, kính thưa toàn quý của ông cố Bonifacio, đời sống con người chúng ta có sinh ác có tử. Ông cố Bonifacio đã có một thời gian sống với gia đình, sống với giáo xứ, sống với những người thân thuộc. Hôm nay vâng lệnh Chúa gọi, ông đã từ biệt chúng ta để đi về với Chúa. Trong niềm tin vào Chúa, chúng ta tin rằng ông cố không chết, nhưng chỉ bước sang đời sống mới, đời sống trong tình thương, trong ân sủng, kết hợp với Chúa cách trọn vẹn. Song trong thân phận con người yếu đuối, đứng trước cảnh sinh ly tử biệt, ta vẫn cảm thấy có sự nhớ nhung, luyến nhớ ông cố. Trong tâm tình của những người con cái Chúa, cách đặc biệt là những người con cái đã được chính cha quản hạt yêu thương, hướng dẫn, che chở trong tư cách là cha chánh xứ. Trước đây, trong một khoảng thời gian lâu dài, chúng con, cộng đoàn giáo xứ Tam Phú xin hiện diện nơi đây. Trước hết, xin được nói lên lời khuyên ưu với cha quản hạt, với cộng đoàn, tăng quyến, gia đình. Nguyện xin Thiên Chúa biến đổi những đau thương mất mát ngày hôm nay trở thành niềm vui, sự tin tưởng kết hợp với Chúa, để trong khi chia lìa ông cố Bonifacio, gia đình tìm được niềm an ủi trong Chúa. Đồng thời chúng con cũng hiện diện nơi đây, xin được nói lên lời tri ân, cảm ơn ông cố Bonifacio đã có lòng yêu mến Chúa, yêu mến giáo hội, qua cha quản hạt đã để lại cho chúng con những ơn phúc của đời sống thiêng liêng. Chúng con xin hiện diện nơi đây để cảm ơn ông cố, xin Chúa vì lòng nhân từ ban cho ông cố được hưởng hạnh phúc nước thiên đàng. Để biểu lộ tấm lòng biết ơn ấy, cộng đoàn giáo xứ chúng con qua quý chức xin đặt vòng hoa kề cận bên linh cứu ông cố để bày tỏ lòng mến yêu và tri ân. Trong niềm tin vào Chúa, chúng con kính mời tăng gia tăng quyến hiệp ý với chúng con để dâng lên Chúa những tâm tình, những lời cầu nguyện cho ông cố Bonifacio của chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Khi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Ơi, hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về bụi cho. Ôi thân phận của con người, tựa bông hoa nở tươi, một làn gió nhẹ lung lay cũng biến tan sắc màu. Ơi người, hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về bụi cho. Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào trong nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao? Quả thế, ai đã chết
thì thoát khỏi quyền của tội lỗi. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Anh chị em thân mến, trong niềm tin vào Chúa Kitô đứng đã chết và sống lại để ban cho nhân loại sự sống vĩnh cửu, chúng ta cùng tin tưởng dâng lời nguyện xin. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho ông cô Bonifacio đã lãnh nhận mình thánh Chúa Kitô là bánh hàng sống, sẽ được Chúa cho sống lại trong ngày sau hết. Con xin đại diện cho gia đình tăng gia và tăng quyến xin cảm ơn cha chánh xứ Tam Phú và ban hành giáo, quý chức ban hành giáo giáo xứ Tam Phú đã đến thăm viếng và chia buồn cùng gia đình. Xin gia đình và xin cầu cho ông cố Tonica Cio được mong được hưởng về hưởng nhan thánh Chúa, được nhiều ân sủng. Con xin chân thành cảm ơn. Gia đình tang quyến được tin ông cố Bonifacio được Chúa gọi về, chúng con ban hành giáo giáo xứ của cụ thế cú dòng tập trung về nơi đây, trước là kính viếng linh cữu ông cố, sau xin được chia sẻ nỗi mất mát này của cha và tang quyến. Trong niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô, xin Chúa ủy an và ban sức mạnh nâng đỡ tinh thần cho cha và tang quyến lúc thử thách này. Vẫn biết rằng chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời, như lời Thánh Phanxicô khó khăn đã nói, nhưng con người chúng ta vẫn mang một trái tim nhân loại chất chứa bao tình cảm vui buồn, vẫn có những dây thiêng liêng ràng buộc. Bởi thế, sự ra đi của ông cố Bonifacio là một thử thách lớn lao, là nỗi buồn vô hạn đối với các thành viên trong gia đình tang quyến. Chúng con xin được cảm thông và chia sẻ nỗi buồn đang đè nặng trên tang quyến. Xin Chúa thương nâng đỡ ủy an và ban cho ông cố Bonifacio cùng tang quyến nhiều nghị lực để vượt qua. Xin người lau khô mọi giọt lệ trên đôi mắt chúng ta, biến nỗi buồn thành niềm hy vọng cậy trông, giúp chúng ta cùng nhau sốt sắng dâng giờ kinh nguyện này. Và xin Thiên Chúa ban cho linh hồn ông cố Bonifacio mau của chúng ta đây được hưởng ơn Thánh Chúa. Vì đôi tay đã qua bao ngày tròn một kiếp này, dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đôi tay. Cuộc sống này kia hoa nở và hoa úa phai, ngắm lên đôi thì đêm tắt thở, mây tím giăng trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiễn ngậm ngùi, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa, chẳng có hợp tan. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này, dù sống hay chết tim còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay.
cha có tháo đức la nhà. Chúng con là giáo dân giáo xứ Long Thành, đặc biệt là có ông cố và cố và cô út của cha phó La Ngà cùng đi với chúng con đến chia sẻ với cha quản hạt giáo xứ La Ngà. Chúng con được nghe tin ông cố cô ấy cho vừa mới qua đời, chúng con đến chia sẻ và cầu kinh cho ông cố. Xin Chúa cứ la thứ tha mọi lỗi lầm của ông cố, xin Chúa đón nhận ông cố về nước hà thánh. Giờ đây con xin cha quản hạt cho chúng con được về cầu kinh cho ông cố. Nhân danh cha và con và thánh thần, amen. Theo thánh Gioan, khi ấy Chúa phán: lòng các ngươi chớ rung động, hãy tin vào Thiên Chúa và hãy tin vào ta. Trong nhà ta có nhiều chỗ ở, chẳng vậy ta đâu có nói dối các ngươi. Ta đi dọn chỗ cho các ngươi, và nếu ta ra đi và dọn chỗ cho các ngươi, thì ta sẽ lại đến và đem các ngươi theo. Chúng con không biết Ngài đi đâu, làm sao mà biết được không được. Đức Giê-xu nói với ông: đường là sự thật, là sự sống, chính là ta. Không ai đến với cha mà không nhờ ta. Như là đã thấy cha. Đó là lời Chúa. Chúa Thánh Thần là đứng hàng ngự trong tâm hồn chúng con để thánh hóa, dìu dắt và nâng đỡ chúng con. Xin Chúa tha thứ cho linh hồn Bonifacio, vì những lần không sống theo ý Chúa, cho nên không biết kết hợp với Chúa để thanh hóa mình và cứu độ kẻ khác. Xin Chúa nhắm lời chúng con, tại tôi làm do tư tưởng, lời nói, việc làm và cả những điều thiếu sót. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Cha Hà Trưởng, kính thưa tam quyến thân giác sư Vũ Thiện cùng với cộng đoàn quý dì Mân Côi, họp nhau nơi đây để chia sẻ nỗi niềm thương nhớ đau đớn đến với cha Hà Trưởng cũng như tam quyến khi người thân yêu lìa đời, và hiệp cùng với gia đình cầu nguyện cho ông cố sớm được hưởng hạnh phúc nước trời. Giờ đây ông cố được Chúa gọi về với người, về với đấng mà suốt cuộc đời ông cố đã yêu mến kiến tìm. Xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm thiếu sót của ông cố, và cho ông cố được hưởng lời chúc phúc: phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến người. Chúng con cũng tạ ơn Chúa với ông cố vì muôn ơn lành Chúa đã thương ban cho ông cố trong suốt cuộc đời. Giờ đây, kính mời tam quyến cùng với chúng con dâng lời cầu nguyện cho ông cố.
danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bọn lính đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá cùng với hai tên trộm cướp, một đứa bên hữu và một đứa bên tả người. Một trong hai tên trộm cướp bị đóng đinh cũng phỉ báng người rằng: ông chẳng phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình và cứu chúng tôi nữa. Đổi lại, tên kia mắng nó rằng: mày cũng chịu đồng một bản án mà chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm. Còn ông này, ông có làm gì xấu đâu. Rồi anh ta nói: thưa Ngài Giêsu, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi. Chúa Giêsu đáp: quả thật, tôi nói cho anh biết, ngay hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Đức tự đích thực mà chúng ta mong ước không phải là một ý niệm trừu tượng, nhưng là một thực tại, một mối hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa hằng sống, và nhờ đó cũng nên một với tất cả anh chị em mà Chúa đã tạo dựng và cứu chuộc. Niềm hy vọng sự sống đời đời của chúng ta dựa trên tình yêu Thiên Chúa được tỏ bày nơi mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Kitô. Lời Chúa Giêsu nói với người trộm sám hối trên thập giá: ngay hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi, bảo đảm cho chúng ta tính xác thực của niềm hy vọng vĩnh cửu. Đó là cuộc sống đạt tới mức viên mãn trong Thiên Chúa. Sự sống ấy là ở với Đức Kitô, bởi vì ở đâu có Đức Kitô, ở đó có nước trời. Lạy Chúa, con hết dạ kiếm tìm Ngài, xin chớ để con làm sai mệnh lệnh Chúa. Can đảm chấp nhận mọi đau khổ vì Chúa với niềm vui sướng như Thánh Phaolô dạy. Anh em đã được phúc chẳng những là tin vào Đức Kitô mà còn được chịu đau khổ vì Người. Cái chết của ông cố phải thúc đẩy chúng ta mạnh mẽ tiến tới Đức Kitô, dám đặt trọn cuộc sống chúng ta trong tay Người với niềm hy vọng chan chứa được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỷ. Xin Chúa ban cho ông cô Bonifacio, người đã hết lòng tin tưởng vào Chúa, khi sống trên trần gian này được sống mãi với Chúa trên quê trời. Xin Chúa nhận lời chúng con, nguyện hình mẫu tôi, vòng tiến bao linh hồn con tham, hiện thành kinh dân mẹ nhân ai, nguyện mẹ thương nghe đoàn con cái kiến ta ban này. Từ hồn sâu kiến thông tha, còn vòng ngân với tháng năm mù hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy đoái thương, lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Thánh Cha và Con và Thánh Thần. Con xin được thay lời Chúa Cha và Ngài, xin chân thành kính cảm ơn quý vị, quý trước của cộng đoàn của giáo sư Phúc Thiện cũng đã dành thời gian ưu ái đến để dâng lời cầu nguyện cho ông cố Bonifacio, đồng thời cũng chia sẻ mặn mà với mất mát của cha quản hạt cũng như của tam gia và tam quý. Chúng con không biết gì hơn nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và trả công đối hầu trên quý vị quý chức của cộng đoàn của giáo sư Phúc Thiện. Một lần nữa chúc con xin chân thành cảm ơn và cảm ơn. Kính thưa cha quản hạt Tân Hồn, kính thưa tam quý, con cháu của cụ ông Vân Pháp, cộng đoàn Xuân Thanh chúng con đến đây để thứ nhất chia buồn với cha quản hạt của anh chị em vì sự ra đi của ông cố, một sự mất mát trong tình cảm đối với anh chị em
đồng thời chúng con cũng đến đây để hiệp thông với gia đình, dâng lời kinh và ước nguyện của chúng con, tập đoàn giáo sứ lên Thiên Chúa để cầu nguyện cho cụ ông Tô Minh Pháp. Xin Chúa thiêng thánh hóa chúng con để qua lời kinh nguyện của chúng con lúc này, chúng phương tận lời sớm ban thưởng cho cụ ông được hưởng thôn nhân của Thiên Chúa. Giờ đây chúng con xin cộng đoàn tất cả mọi người cùng nguyện ý với cộng đoàn chúng con để cầu nguyện cho cụ ông Tô Minh Pháp này. Tăng quyến được kinh ông cố Boni Facio qua đời, chúng tôi thường vụ ban hành giáo giáo xứ Vĩnh An họp nhau nơi đây để chia sẻ nỗi niềm thương nhớ và đớn đau của gia đình khi người thân yêu qua đời, và hiệp cùng gia đình cầu nguyện cho ông cố Boni Facio sớm được hưởng nhan thánh chúa. Chúng tôi xin trao dâng ông cố Bonifacio sớm được hưởng hạnh phúc nước trời suốt cuộc đời. Dù trải qua nhiều thử thách, ông cố Bonifacio vẫn giữ vững niềm tin và trung thành bước theo Chúa đến cùng. Giờ đây ông cố Bonifacio được Chúa gọi về với người, về với đấng mà suốt cuộc đời ông cố Bonifacio đã yêu mến kiếm tìm. Xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm thiếu sót của ông cố Bonifacio và cho ông cố Bonifacio được hưởng lời chúc phúc, phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được khôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng và sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến người. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa với ông cố Bonifacio vì muôn ơn lành Chúa đã thương ban cho ông cố trong suốt cuộc đời. Trọng kính cha tuần hạt Phêrô, kính thưa đời tăng quý của ông cố bà cố, được tin ông cố Bonifacio vừa được Chúa gọi về, chúng con là ban hành giáo của giáo xứ Đăng Cà đến đây xin được có đôi lời phó ưu cùng toàn thể tăng quyến. Quả thật sự ra đi không bao giờ trở lại. Ông cố Phan Nisio đã để lại cho tăng quyến một nỗi bơ vơ trống vắng, một sự hụt hẫng và một mất mát mà thiết tưởng không có gì có thể làm bù đắp được. Trong tâm tình đó mà chúng con đến đây để bày tỏ niềm cảm thông sâu sắc của chúng con đối với toàn thể tăng quyến. Giờ đây xin hợp với chúng con dâng lên Thiên Chúa là Cha rất nhân từ lời kinh tha thiết cầu xin Ngài sớm dẫn đưa ông cố Bonifacio, cầu dẫn đưa vào hưởng hạnh phúc trên nước thiên đàng. Kính thưa cộng sự, kính thưa tăng quyến, được tin ông cố rời với Chúa, cộng đoàn đấng giáo hữu duyên chúng con là giáo xứ sĩ với ông thầy xin đến chia sẻ cùng cha Quảng Hà và tăng quyến trong giờ tin này. Xin điều nhân từ của Chúa đón nhận linh hồn tăng quyến của giáo xứ. Nhân dân cha và con và thánh thần an hồng vào đêm tối sau thắm hồn con lửa tình yêu lửa huyền siêu ngôi ba thiên chúa ban nhiều thánh thần xin đưa bước con về tình chân lý hướng đông chiếu soi tìm bóng mát trong tình thương bát
Chúa dìu đưa, thấy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm buồn vô. Nửa tình yêu, nửa huyền siêu, đôi ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân. Cha cả nhà cùng toàn thể tăng quyến được tin ông Cố Unitasio của Chúa bảo vệ, chúng con về hành giáo giáo xứ Na Uy cùng các hội đoàn đến kính viếng ông Cố và hiệp thông cùng tăng quyến vẫn biết rằng chính lúc chết đi là khi vui sống trọn đời. Như lời Thánh Francisco đã nói, nhưng con người chúng ta vẫn mang một trái tim nhân mà chất chứa bao tình cảm vui buồn, vẫn có những nỗi đối dây thiên như vô hình đạt được, nhất là những thành viên trong cùng một gia đình. Bởi sự ra đi của ông Cố Unitasio là một thử thách lớn, là nỗi buồn vô hạn đối với mỗi thành viên trong gia đình. Chúng con xin được cảm thông và chia sẻ nỗi buồn về nạn nên tre và gia quyến. Xin Chúa thương nâng đỡ các thành viên trong gia đình và xin Chúa ban sức mạnh cho tất cả quý vị. Xin người lau khôi giọt lệ trên đôi mắt chúng ta, biến nỗi buồn thành niềm hy vọng và giúp chúng ta cùng nhau sức sống dâng lời cầu nguyện cho linh hồn ông Cố Bonifacio thân yêu của chúng ta. Trong hoàn cảnh này, ngôn ngữ không thể diễn tả hết được trong những tình cảm chất chứa trong lòng trí chúng con. Suốt đời, ông Cố Bonifacio đã đặt trọn niềm tin vào Chúa, dù đã trải qua bao gian khổ mà vẫn trung thành. Nay ông Cố Bonifacio được Chúa gọi về và với đấng mà ông Cố Bonifacio đã suốt đời yêu mến tìm kiếm. Nay ông Cố đã về với quê nhà để được an nghỉ trong tình yêu nhiều vợ của Thiên Chúa là cha, được hưởng thành quả mà một người đời đã vất vả gieo trồng. Chúng tôi giờ đây thì chỉ xin dâng những lời kinh lên Chúa, xin Chúa tha thứ cho linh hồn ông Cố Bonifacio. Xin một người thắp nhang nhớ lo đọc ông Cố Bonifacio. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Con kêu cầu lên Chúa, nguyện xin Chúa hãy lắng nghe lời kêu con. Chúa chấp tội nhưng xót thương hồn con. Chúa ơi, đầy hồn con ơn hy vọng nơi Chúa, nguyện xin Chúa hãy nơi thương để thân công tiếng tấn cầu thân tâm. Ngày hồn con luôn hy vọng nơi Chúa, nguyện xin Chúa hãy đôi thương đời thân công tiếng thân cầu vang thân ngục hình ba xót xa. Chúng con xin đại diện cho giáo lý viên giáo hạt Phúc Trưng. Chúng con xin nguyện dâng lời nguyện cầu cho ông Bonifacio được sớm hưởng đời thánh nhân Chúa. Giờ đây xin mọi người chúng ta cùng hợp ý cùng nhau. Anh em cha và con và thánh thần. Amen. Rồi tôi về.
hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ, miệng tôi nức vui tiếng